Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy, và Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con thấy Thầy, vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó thì người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó và sẽ tỏ mình ra cho nó. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái bối cảnh của phúc âm hôm nay là một đoạn diễn văn rất là dài, và chúng ta của Thánh Gioan mà giáo hội ngắt ra từng đoạn một cho các chủ nhật cuối cùng của mùa phục sinh. Trước khi Chúa về trời thì Chúa nói chuyện với các môn đệ về nhiều điều, và trong những cái điều đó là cái điều mà Chúa nhắn gửi hôm nay. Chúng ta biết là ai trong chúng ta là Kitô hữu thì phải yêu mến Thiên Chúa, vì đó là bổn phận của chúng ta. Như thế nào là yêu mến Thiên Chúa? Chúa Giêsu trong phúc âm này cho chúng ta câu trả lời cho câu hỏi đó. Chúa Giêsu nói: Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và các con cũng sẽ được sống. Như vậy, trước hết, yêu là thấy. Nói có vẻ mơ hồ, nhưng mà trong kinh nghiệm của chúng ta có được cái cảm nghiệm được yêu là thấy như Chúa Giêsu nói. Thí dụ một người thân trong gia đình chúng ta đi xa, nhưng những người còn lại vẫn cảm thấy người đó như đang hiện diện ở bên mình, thật gần gũi nơi từng sự vật, trong từng căn phòng, nơi mỗi lối đi. Chính tình yêu, sự quen thuộc, sự cảm thông đã tạo nên cái điều lạ lùng này. Như thế giữa những người thân yêu, sự phẳng mặt không tạo nên sự xa cách. Xa mặt nhưng không cách lòng. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã nói thế gian sẽ không thấy Thầy, còn các con sẽ được thấy Thầy. Cái thấy Chúa Giêsu muốn nói ở đây không còn là cái thấy qua cặp mắt của thể xác nữa. Vì cái thấy ấy, cái thấy ở cặp mắt thể xác có những giới hạn. Nếu mà ở ngoài cái tầm nhìn của chúng ta thì chúng ta không còn thấy được nữa. Còn cái thấy ở đây là cái thấy bằng con tim, bằng sự cảm nhận, bằng sự hòa nhập. Và tình yêu làm cho sự xa cách trở nên gần gũi. Vì chúng ta yêu mến Thầy, vì các môn đệ yêu mến Thầy,
mà các môn đệ vẫn cảm thấy Thầy hiện diện ở khắp nơi. Như vậy, trái tim cũng có cặp mắt của nó. Cặp mắt của trái tim thấy được những cái mà cặp mắt thể lý không thể thấy được. Chính cái thấy bằng cặp mắt của trái tim sẽ giúp chúng ta thấy được mối quan hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và cuộc đời của mỗi người Kitô hữu và của cộng đoàn Kitô hữu chúng ta. Hay nói cách khác, có yêu mến Chúa, chúng ta mới thấy được sự hiện diện thân thiết của Chúa ở giữa chúng ta. Nhưng tình yêu không dừng lại ở cái nhìn thấy. Tình yêu phải dẫn tới hành động. Không có hành động thì tình yêu chỉ là giả dối, chỉ là chót lưỡi đầu môi. Hành động mới là bằng chứng của tình yêu đích thực. Nên Chúa Giêsu mới nói với chúng ta ngay đầu phúc âm là nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ các giới răn của Thầy. Như thế, ai giữ các giới răn của Chúa mới là người yêu mến Chúa. Nói yêu mến Chúa thì ai cũng có thể nói được. Nhưng nếu không tuân giữ các giới răn của Chúa thì những lời nói đó chỉ là những lời nói dối. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm rằng khi chúng ta yêu thương ai, chúng ta cảm thấy muốn làm vui lòng người chúng ta yêu. Và đó là một mong muốn tự nhiên không bị ai ép buộc cả. Yêu mến Chúa cũng vậy. Khi chúng ta yêu mến Chúa là chúng ta muốn sống theo ý Chúa muốn, là muốn giữ các giới răn của Chúa, là muốn thực thi ý Chúa. Như vậy, Kitô giáo là đạo của tình yêu. Giới răn của Chúa là yêu mến Chúa hết linh hồn, hết tâm trí, hết tất cả mọi thứ trong con người chúng ta và yêu người khác như chính mình. Đó là giới răn của Chúa. Tất cả các giới răn gom lại trong cái giới răn yêu thương đấy. Chính vì vậy mà đạo Kitô giáo không phải là đạo của những cấm kỵ và trừng phạt, không phải là đạo của những gông cùm trói vào cổ hay là những gánh nặng đè trên vai. Nếu mà chúng ta nhìn đạo của chúng ta như là những cấm kỵ và trừng phạt, đạo của gông cùm chồng vào cổ và những gánh nặng đè trên vai, thì chúng ta sợ rằng chúng ta sẽ chết xa hỏa ngục, thì chúng ta biến đạo tình yêu trở thành đạo của sợ hãi. Cũng giống như là những người con sợ bố mẹ đánh hay là phạt thì mới giữ những cái điều, mới vâng lời bố mẹ. Đó không phải là điều Chúa muốn. Khi chúng ta bóp méo cái đạo yêu thương thành đạo sợ hãi thì chúng ta biến cái đời sống đạo của chúng ta trở thành khô khan nghèo nàn và chúng ta giữ đạo một cách máy móc. Khi chúng ta biến đạo yêu thương thành đạo sợ hãi thì chúng ta mất hết nhiệt tình và thiếu cởi mở. Chúng ta sẽ đánh mất cái nét vui tươi trên khuôn mặt của những người đang sống trong hạnh phúc, trong vòng tay yêu thương của người cha nhân từ của chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người Kitô hữu đích thực phải sống đạo bằng con tim, vì tình yêu làm cho cuộc sống đầy sức sáng tạo và năng động. Khi chúng ta yêu thương ai, chúng ta tìm cách, chúng ta tạo nên cái sự vui lòng cho người chúng ta yêu bằng rất là nhiều cách chúng ta làm cho nhau. Do đó mà khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa thực sự thì chúng ta giữ đạo một cách đầy sáng tạo và năng động.
Chính cuộc sống tích cực và đầy sức sáng tạo này mới thực sự là một bằng chứng về sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng đã chết nhưng đã sống lại và đang tiếp tục hoạt động nơi những kẻ tin ở Ngài. Và đó cũng là bằng chứng của lòng tin nơi sự hiện diện sống động của Ngài giữa chúng ta. Chính bằng đời sống yêu thương nhau chân thành, hy sinh phục vụ nhau theo mẫu mực của tình yêu Thiên Chúa, mà chúng ta sẽ biểu lộ cho mọi người nhận thấy sự hiện diện sống động của Chúa, và là bằng chứng hùng hồn cho việc Chúa phục sinh đang sống và đang có mặt nơi chúng ta. Tôi không nhớ cái câu nói của ai, nhưng mà của một vị thánh nói là một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Chúng ta lúc nào cũng nhăn nhó khuôn mặt, lúc nào chúng ta cũng thấy là sáng chủ nhật lại phải dậy phải đi lễ rồi. Thì như vậy chúng ta không thực sự yêu mến Chúa. Đáng lẽ ngày chủ nhật là ngày mà chúng ta mong mỏi tới tụ họp với nhau để ca tụng tình yêu của Chúa, để tạ ơn cho những ơn lành Chúa ban cho chúng ta và cho cộng đoàn chúng ta, và cũng là dịp để anh chị em trong cộng đoàn của chúng ta để gặp gỡ nhau, chia sẻ một tấm bánh và một chén thánh chung với nhau, dự bàn tiệc chung với nhau. Nếu mà chúng ta như vậy thì chúng ta mới thực sự sống cái đạo tình yêu của Chúa dạy. Nên xin Chúa là Cha nhân từ, là Cha của hết mọi người chúng ta, và xin Chúa Giêsu là anh cả trong gia đình của Thiên Chúa chúng ta, giúp chúng ta giữ giới răn của Chúa bằng cách chúng ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương từng người trong chúng ta.